Xin chào mọi người, hôm nay em tiếp tục giới thiệu với mọi người video số 384. Lô này là video cần câu lua nhé, gồm cần lua đứng và cần lua máy ngang. Và có số lượng tất cả là 16 cần, và tất cả toàn bộ là chất liệu carbon hết. Thì em cũng sẽ ship hàng toàn quốc cho mọi người nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán. Và phí ship là 40.000 một đơn, khách lấy từ 2 cần em bao ship nha. Rồi mọi người nếu có nhu cầu đặt hàng, vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0932455407 hoặc là nhắn vào Zalo để chốt hàng nha. Rồi đầu tiên em giới thiệu cần số 1. Số 1 em có là một cây máy đứng hai khúc như thế này. Cái này chiều dài là 1m80. Phần cán của nó là phần gỗ bần nha. Cán gỗ bần, gỗ của nó thì cái này thì còn mới, còn niêm bát, còn niêm ni lông như thế này nhé, bắt vặn cần máy đứng. Này thì dài là 6 feet đây, tướng là 1m80, độ cứng ML nha, carbon bát gum, lai là 4-12 lb và lua là 7-14 gram. Màu của nó là màu xám nhũ như thế này nhé, cứng ML. Khoen của nó là khoen như thế này, khoen nhôm nha mọi người, khoen nhôm. Dài 1m8 phần ngọn này. Tất cả các khoen này, khoen nhôm màu vàng nha mọi người, màu vàng. Đầu bu đây. Ngọn này em đo là ngọn 1 ly 9. 1 ly 9. Cả các khoen là khoen gâu như thế này hết. Ngoại hình còn mới nha. Thì mã số 1 tổng thể hai khúc như thế này. Thì cần số 1 này cân nặng là 96 gram, giá là 400.000 nha mọi người. Mã số 1 giá 400, dài 1m8, cứng ML. Tiếp theo cần số 2. Cây số 2 là một cây máy ngang. Cây số 2 là cần máy ngang, dài là 1m8 hai khúc. Cái này thì cán của nó là cán hở nhé, cán hở. Bắt vặn, bắt hãng. Bắt hãng vặn như thế này. Cái này thì nó có thông số là dài là 6 feet, độ cứng ML. 1m8 cứng ML nha. Siêu Fox Bass. Cái này là hàng của Suzumi. Suzumi dòng này là China xuất Nhật. Đây thông số của cần đây. Lie 6-12 lb và lua từ 4-14 gram, hàng của Suzumi. Ngoại hình cũng rất là sáng. Khoen của nó là khoen hãng luôn. Đây, khoen hãng nha. Khoen bắt hãng cần máy ngang. Phần ngọn cần. Các khoen. Đầu bu. Cần này thì gồm 2 này, 4, 6, 8, 9 khoen cả đầu bu. Dài 1m8, cứng ML. Phần ngọn em đo là ngọn 1 ly 6 nha. 1 ly 6. Cần này thì đầy đủ thông số. Tổng thể của cần như thế này. Suzumi 60ML, quen bắt thường nha. Cái này là mã số 2. Số 2 này có cân nặng là 116 gram. Và cây số 2 giá cũng là 400.000 luôn. Cần số 2 giá 400. Tiếp tục cây cần số 3. Số 3 là một cây máy đứng. Cái này cũng dài 1m8. Cán của nó là cán hở, mút xốp màu đen cán hở như thế này. Bắt vặn nha, cần máy đứng. Cái này là cũng 1m8 nha, cứng ML này, 1m8 ML. G-Stick. Cái này là hàng của OGK, dòng Trung xuất Nhật nha. Cứng ML, dài 1m8, màu đen phối xám. Khoen thường, khoen hãng. Phần ngọn của cần. Tất cả là khoen thường hết. Sáu khoen cả đầu bu. Cái này thì ngọn là ngọn 2.1 ly. Ngọn 2.1 ly. Khoen bắt hãng. Cần máy đứng. Cán này. Đấy, ngoại hình đây. Mã số 3.
nặng là 128 g, giá là 400.000. Mã số 3, dài 1m8, giá 400, cứng hình ML. Tiếp theo số 4. Số 4 là một cây, cái này là cây của Olympic, dài là 1m8, 2 khúc, máy đứng. Cái này thì cần phần cán của nó là cán mút xốp nha. Mút xốp là màu giả gỗ này, màu như thế này nhé. Mút xốp nha. Bát là bát Fury vặn. Cái này là của Olympic. Olympic này 6 feet 2 khúc. Tem nhãn đây, cái này thì nó có vết tróc sơn ở đây nhé. Này có vết sơ xước tróc sơn. Chất của nó là carbon xoắn vòng, màu của nó là màu xanh lục. Này, carbon xoắn vòng. Khoen là khoen Fury. Khoen Fury lõi xứ xám đen. Có trầy xước ở đây thôi, cây này thì nó có trầy xước ở vị trí này này. Tróc sơn. Phần ngọn của cần màu xanh lục nha. Tất cả là khoen Fury hết. Cây này thì nó có tất cả là 5 khoen. Đấy. Đồ bu đây. Đồ cứng tương ứng là của cần là cứng L nha mọi người. Ngọn 1.6 ly. 1.6 ly. Cứng L dài là 1m80, 2 khúc cần máy đứng. Hàng của Olympic. Tổng thể cần như thế này. Khoen bát là Fury hết. Nặng là 126 g. Mã số 4 này giá là 600.000. Mã số 4 này giá là 600.000 nha. Tiếp theo, mã số 5. Số 5 là cần máy đứng. À em nhầm, số 5 là cần máy ngang. Cái này rất là mới. Cái này là còn mới. Cái này là cần máy ngang dài 1m8, kiểu dáng bắn súng nha. Phần tay cầm bắn súng, bát là bát Fury vặn. Bát Fury. Bát Fury Japan nha mọi người. Cái này thì chất của nó là carbon xoắn nổi. Tem nhãn đầy đủ này. Carbon xoắn nổi. Dài là 1m8. Bát ray casting 1m80 nhé. Cái này độ cứng tầm ML. Rất là mới luôn. Khoen Fury. Khoen Fury loại xứ đen. Phần ngọn của cần đây. Cái này chất carbon rất là đẹp. Khoen cũng có tất cả là 5 khoen cả đầu bu. Cái này độ cứng tương ứng là cứng ML. Dài là 1m80 cần máy ngang. Ngọn là 1 ly 9. Ngọn 1 ly 9. Đây, ngoại hình của cần này. Tổng thể mã của cần là mã số 5, nặng là 174 g. Cây số 5 này có giá là 600.000. Mã số 5 giá 600.000 nha. Dòng này là hàng của Hàn Quốc nha mọi người. Dòng này là hàng Hàn Quốc. Tiếp theo cây cần số 6. Số 6 là cũng một cây máy ngang luôn. Số 6 này nó cũng là một kiểu dáng máy ngang bắn súng. Dòng này là hàng Olympic màu nâu đỏ. Cái này nó cũng là hàng của Hàn Quốc nha mọi người. Dòng này là của Hàn Quốc luôn. Thường thường thì nó sẽ có cái tem nhỏ dán ở phía dưới này. Kiểu dán cán bắn súng đây. Bát là bát Fury. Hàng Olympic màu nâu đỏ. Dài 5.6 in, tương ứng là 1m68. Tem nhãn đầy đủ. Cái này thì ngoại hình cũng còn rất là mới. Khoen nó cũng là khoen Fury luôn. Khoen Fury luôn. Đấy. Phần ngọn này. Cái này là cái vết keo nha. Keo chảy giống như sợi xô cột nó bị chảy thôi. Đấy. Cải ra được. Tất cả là khoen Fury. Cần có tất cả là 5 khoen cả đầu bu. Chất carbon xoắn vòng. Dài là 1m68, 2 khúc. Cái này ngọn em đo là ngọn 1.7 ly. Ngọn là ngọn 1.7 ly. Dài là 1m68 và độ cứng tương ứng là cứng ML. Khoen bát là khoen Fury hết. Tổng thể ngoại hình 2 khúc như thế này. Cái này mã số 6, nặng là 166 g.
Số 6 giá là 500.000. Mã số 6 giá 500. Tiếp theo mã số 7. Số 7 là một cây máy đứng. Cây này hai khúc máy đứng màu trắng sữa nha. Cây này của ngoại hình đây, màu trắng sữa như thế này, dài 1m8. Cán của cần là tay cầm mút xốp. Pad của nó là pad vặn này. Đấy, pad vặn. Cần máy đứng. Thông số đây, dòng này là hàng của Hàn Quốc nha. Basel. Dài 1m80 này, 6 feet tương ứng 1m8, lua là 7-21g và line là 8-20 lb. Nặng là 94g, hàng của Hàn Quốc nha. Cái này thì ở trên cần nó rất đầy đủ thông số luôn. Đây thông số rất là đầy đủ. Còn rất là mới nha. Khoen là Fury hết. Khoen Fury. Phần ngọn đây. Cái này thì có tất cả là 5 khoen bao gồm cả đầu bu. Cứng ML. Ngọn này là ngọn 1.6 ly, đồ cứng ML nha. Nặng 94g, dài là 1m8, cần máy đứng, khoen tất cả là Fury hết. Tổng thể ngoại hình như thế này. Cây này mã số là mã số 7, số 7 giá là 550.000. Số 7 giá 550. Tiếp theo số 8. Số 8 là một cây máy đứng. Cây số 8 em có một cây máy đứng cắn bần. Cắn bần như thế này. Dòng này cũng là hàng của Hàn Quốc nha mọi người, hàng của Hàn Quốc. Phần cán của nó là cắn bần này. Cái vít này là vít keo nhá, vít keo dính bẩn thôi. Đấy. Đây này. Nó bỏ chung với cái gì á, nó chịch chảy keo ở đây nè. Đấy. Pad của nó là pad Fury vặn DPF. Cái này cũng có màu xanh lục, chất carbon xoắn rất là đẹp. Carbon power dài 6 feet, tương ứng là 1m80. Cái này thì có thông số đây. Nó hơi bị mất nét, khó thấy. Em sẽ đọc thông số nha. Nó hơi bị mờ một tí nha mọi người. Thông số lua của nó là từ 5-14g và line là từ 4-12 lb. Đây, cái này đủ thông số ở trên cần này. Ở trên video nó hơi bị khó nhìn cái thông số. Chứ cả bằng sóng vòng hết. Bằng sóng vòng hết. Khoen thì là khoen Fury loại xứ xăm xanh. Đây. Khoen của nó là khoen Fury loại xăm xanh nha. Đấy. Carbon Power. Hàng Hàn Quốc xuất Nhật. Thông số đầy đủ nha. Độ cứng tương ứng là độ cứng ML. Cần này thì có tất cả là 5 khoen bao gồm cả đầu bu. 5 khoen cả đầu bu. Thông số của nó nè. Cái này độ cứng L nhé. 5-14g độ cứng L nha mọi người. Dài 1m8 cứng ML. Ngọn của nó là ngọn 1.3 ly. Gồm có tất cả là 5 khoen. Khoen Fury hết. Bát là bát Fury vặn. Cán của cần là cán bần. Tổng thể của cần như thế này. Mã này là mã số 8, nặng là 108g nha, 108g. Cây số 8 giá là 600.000. Mã số 8 giá 600. Tiếp theo cây cần số 9. Số 9 là một cây máy ngang. Cây này còn túi nè, cây này cũng rất là mới, còn túi. Máy ngang. Dài của nó là 1m80. Đây, dòng này là cần Sanford. Thông số của nó ở đây. Lua cáp 602L. Dài 6 feet. Line action nhé, độ cứng L này. Lua 5-15g, line từ 4-10 lb. Dòng này là hàng của Hàn Quốc. Ngọn 1 ly, dài 1m82, khúc ngọn 1 ly rưỡi, góc 8,6. Nặng 9, thu gọn là 95 cm. Cân nặng là 100g. Đây là cái thông số trên túi cần nha. Cái này thì có mỗi cây này có túi thôi. Phần chi tiết của cần. Tay cầm là mút xốp, pad là pad vặn, cần máy ngang Sanford này. Lua két 602L, 5-15g và line là từ 4-10 lb, hàng Hàn Quốc. Màu xanh như thế này nhé. Khoen thì là cũng là khoen Fury toàn bộ.
toàn bộ là khoen furi ngọn đây. Tầng này thì nó có tất cả là 6 khoen bao gồm cả đầu bu. 6 khoen bao gồm cả đầu bu. À, ngoại hình của cần. Mã này là mã số 9, số 9 này có giá là 600 nghìn. Số 9 giá 600, nặng là 100 g nhé, nặng 100 g giá là 600 nghìn. Tiếp theo cây cần số 10. Số 10 là em có một cây cần UL. Cây lua suối. Hai khúc như thế này nhé. Cây này là hàng của Mixel. Hàng UL nha, phần cán của nó là cán bần nha. Cái cán này thì người ta thiết kế kiểu này, mọi người gắn máy vào nó rất là chắc nhé. Thiết kế cái kiểu cán bần như thế này. Cây này rất là nhẹ, nặng 60 g. 60 g, màu của nó là màu xanh này. Màu xanh như thế này, hàng của Mixel. Đây, Mixel River 5 feet 6 inch, tương ứng là 1m68 nha. Và độ cứng UL trên cần nó ghi rất là rõ thông số đây. 3-7 gram nhé mọi người. Tải là 3-7 gram, 5-6 UL River Mixel màu xanh, 1m68, 5 feet 6 inch, 1m68, khoen furi lõi xanh, lõi xứ xanh. Đây, màu xanh khá là đẹp phần cán của nó đây. Ngọn đây. Cái này thì nó có cả tất cả là 5 khoen cả đầu bu. Đấy. 5 khoen bao gồm cả đầu bu. Ngọn em đo được là ngọn 1 ly 4 nhé. Cần UL dài 1m68. Tất cả là furi hết. Mixel. Thông số của nó ghi rất là rõ ràng ở đây nhé mọi người. Mixel River 5 feet 6 inch và 3-7 g. Ngoại hình của cần khá là mới đẹp tổng thể. Cây này là mã số của cần là số 10, nặng là 60 g, giá là 800 nghìn. Mã số 10 giá là 800 nghìn. Tiếp theo mã số 11. 11 là một cây của Shimano, hai khúc máy ngang, cần lua máy ngang Shimano. Dòng này là Shimano Back One, hai khúc như thế này. Tay cầm của cần là cán bần nha mọi người, cán gỗ bần này, dòng Back One đây. Hơi bị chói. Đây, dòng Shimano Back One nhé, máy ngang. Dòng này là hàng Shimano của China xuất Nhật. Thông số của cần là lua là 7-21 g và line của cần là 5, line của cần là từ 12-20 lb, độ cứng tương ứng là tầm M. Mã code đây. Có đầy đủ mã code nha, China xuất Nhật. Dài là 5 feet 8 inch, tầm 1m74. Màu xanh như thế này. Khoen thì là khoen furi hết nha. Khoen furi. Đấy, lõi. Khoen furi nha, toàn bộ là khoen furi. Đây phần ngọn cần. Khoen cần tất cả là khoen furi. Cần này thì gồm 2, 4, 6, 7 khoen. 7 khoen bao gồm cả đầu bu. 1m74. Ngọn ở đây là ngọn 1.5 ly. Ngọn 1.5 ly. Khoen này toàn bộ là khoen furi xích nha mọi người. Khoen furi xích 2 khúc Shimano. Tổng thể của cần. Cái này là mã 11. Cân nặng là 116 g, dài 1m74, cứng M. 11 này có giá là 800 nghìn. Mã 11 giá là 800. Tiếp theo số 12. 12 là một cây máy ngang luôn. Cây 12 là cây của Daiwa. Dòng này là Daiwa Rocaster 2 khúc dài 1m8 nha. 2 khúc như thế này. Cán của cần là cũng tay cầm cán bần luôn. Bát của nó là bát vặn. Cần của Daiwa nha. Dòng này
Daiwa Procaster, dài là 6 feet, độ cứng N nha mọi người, dài 6 feet này, 602 MFB, hãng Daiwa. Đây, hàng này của Thái Lan, made in Thái Lan. Lua của cần là từ 1/4 tới 3/4 OZ và line là 8 tới 17 LB. Độ cứng N nha mọi người. Model mã code đầy đủ đây. Hàng Thái Lan xuất Nhật. Daiwa Procaster S. Màu của nó là màu tím phối đen. Khoen nó cũng là khoen Fury. Đấy, khoen Fury. Khoen Fury loại xứ đen như thế này. Cái này, cái chân keo này hơi xấu tí này. Nó cũng rất là chắc chắn nha. Tem nhãn đầy đủ. Và phần ngọt. Carbon sóng vòng. Cái này gồm có là 7 khoen. 4 6 7 khoen bao gồm cả đầu bu. Dài 1m80, cứng N10. Ngọn em đo là ngọn 1.6 ly. Tất cả là khoen Fury hết. Nói nha, Procaster. Hàng của Daiwa Thái Lan nha mọi người. Đây tổng thể của cần hai khúc đây. Mã số 12, cân nặng là 102 g, dài 1m80, cứng N nha. Và cây số 12 giá là 700.000. 12 cần mấy ngang giá 700. Tiếp theo cây 13. 13 là một cây cần của Daiwa. Cái này là một cây Daiwa Plajon hai khúc. Cây này UL nha. Daiwa Plajon, cây này cái phần kiểu cán của nó này. Đây, phần chui đây. Tay cầm này. Đây, thiết kế cán rất là đẹp. Hàng Daiwa. Daiwa Plajon nhé. Máy đứng nha mọi người, cần máy đứng, pad là pad vặn Fury. Đây, thông số của cần này. Thông số của cần đây mọi người. Cái này thì dài của cần này, model là Plajon 632 ULS, dài 6 feet 3 inch. 6 feet 3 inch. 1m80 giờ 1m89 nha. Gần 1m9 đó mọi người nhé. Gần 1m9. Lua là từ 1/32 tới 3/16 OZ. Và line là từ 3 tới 6 LB này, hàng made in China, có mã code đầy đủ đây. Model của nó này là do 632 ULS. Phô cái này nó rất là đẹp nha. Đấy. Phô xoắn rất là đẹp. Khoen của cần này, cái này nó cũng là khoen Fury. Fury set luôn nhé. Daiwa Plajon, phần cán của cần này, còn ngọn của cần đây. Tất cả là Fury hết. Đầu bô cũng là đầu bô Fury nha. Ngọn này là ngọn 1.1 ly. Tất cả là Fury set. Dài là 1m90 nhé, tầm 1m90. Hàng của Daiwa China xuất Nhật, tổng thể của cần là hai khúc như thế này. Thì cây cần này là mã 13, 13 nặng là 98 g, 13 nặng là 98 g nha. Và cây 13 này có giá là 1.500.000. Mã 13 giá 1.500.000. Tiếp theo mã số 14. 14 là một cây cần lua dây trong nhé. Cây cần lua dây trong. Cây này là dòng cần Shimano Scorpion nhé. Shimano Scorpion, dòng cần dây trong. Lua dây trong cần cắm lỡ nha mọi người. Đây, Shimano Scorpion. Phần cán của nó này. Cây này nó có màu trắng như thế này đây. Pad của nó này. Cần mấy ngang. Cần mấy ngang nha. Đây, vặn Shimano. Cắm lỡ nhé.
dài là 2m03, chiều dài là 2m03. Sứ dẫn của nó là sứ xích. Đây, Scorpion, high speed Scorpion nhé. Thông số của cần đây. Hàng này là hàng nội địa của Nhật, mã code đây. Lua là từ 7-20g và line là 6-14lb, dài 6.8 inch nhé, tầm 2m03, 2m03 tầm đó. Đây, hàng của Nhật nha mọi người, màu trắng như thế này, dòng cần dây trong, mà ngoại hình thì rất là mới. Đấy, ngoại hình thì rất là mới đẹp. Phần ngọn thì 2.5 ly, đo phần ngọn là 2.5 ly, đầu bô của nó cũng là đầu bô xích luôn. Cần lua dây trong Shimano Scorpion, hàng của Nhật, dài 2m03. Cái phần tổng thể của cần như thế này. Tổng thể của cần thì cây cần này mã số là mã 14, nặng là 180g. 14 này có giá là 1.500.000 nha. Mã 14 giá 1.500.000. Tiếp theo cây cần số 15. 15 là một cây cần một khúc nha. Cây 15 là một cây một khúc như thế này. Cái này là cần của Abu, cần một khúc máy ngang, khoen Furisic. Cái này thì có phần tay cầm là cắn bần, cán rất là mới, còn niêm bao này. Bát là bát Fury tem vàng, bát vạn Fury tem vàng. Cần này là hàng của Abu Hornet, dài là 6 feet. Đây, dài 6 feet, độ cứng M nha mọi người. Abu Russia Hornet HC601M, một khúc độ cứng M, dài 6 feet nha. Lua là từ 1/4-3/4 OZ và line là 8-16lb. Mã code đây, tem nhãn đầy đủ, màu đen nha mọi người. Khoen xích hết, toàn bộ khoen của cần là khoen Furisic xứ xám như, chân xám như thế này nha. Khoen xích cần máy ngang này, tất cả là Furisic. Cần một khúc, toàn bộ là khoen Furisic nha, nó bám bụng bẩn thôi. Đầu bô cũng là đầu bô xích luôn. Cần này thì nó gồm có tất cả là 2 nè, 4 nè, 6, 8 khoen cả đầu bô, dài 1m8. Ngọn ở đây em đo là ngọn 1.5 ly, ngọn 1.5 ly. Tất cả là khoen Furisic. Cần của Abu dài là 1m8 và có độ cứng là cứng M. Đấy, máy ngang nha. Cái này là vết bẩn này, vết keo dính thôi nhé. Cái này là mã 15. Mã 15. Mã 15 này nặng là 122g nhé. Và cây 15 này giá là 1.1 triệu. Mã 15 giá 1.1 triệu, cần của Abu. Cuối cùng số 16. 16 em có một cây 2 khúc. Cây cần số 16 này là một cây cần 2 khúc của Daiwa. Đây, dòng này là cần Daiwa Sea Power. Cán của cần đây. Cái này thì nó có cái màu xanh, màu xanh dương như thế này nhá. Dòng này là Daiwa, hàng của Việt Nam xuất Nhật. Đây, thông số của cần này 73, model của nó là 7330-270 nhá, mã code này. Hàng Việt Nam xuất Nhật, có đầy đủ tem nhãn. Đây, phần tay cầm cán hở bát đây, cần của Daiwa. Rất bẩn. Phần mút xốp nó bẩn nha mọi người. Mút xốp nó bẩn. Sea Power 7330-270. Có trầy xước ở đây. Cái này nó cũng là khoen Furisic. Khoen Furisic hết. Tổng thể cần thì còn khá là sáng đẹp. Cái này cái mút nó bẩn này. Và nó có một vị trí trầy xước ở đây. Còn phần ngọn. Tất cả là khoen Furisic hết nha. Bô cũng là đầu bô Furisic luôn. Cái này thì gồm 2, 4,
6, 8, 10, 11 khoe, bao gồm cả độ bung. Độ cứng là cứng 30, độ dài 2m7 nha mọi người. Cái này cứng 30 thôi, thông số cần ghi rõ thông số 30. Tổng thể của cần hai khúc như thế này. Mã cuối cùng số 16, cân nặng là 194g. Đấy, 194g. Cái này giá là 1,1 triệu nha mọi người. Cây cuối cùng này giá 1,1 triệu, mã số 16. Rồi em vừa giới thiệu với mọi người có tất cả là 16 cây cần. Thì mọi người xem và nếu có nhu cầu đặt hàng vui lòng liên hệ qua số điện thoại là 0932455407 nha. Hoặc là nhắn vào Zalo để chốt đơn hàng. Cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại mọi người.